bạn viết về ngày chiến binh liệt sĩ, một giai điệu rất là vui tươi hào hùng, để nhắn gửi cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các chiến sĩ sẽ nối tiếp những anh hùng, những thế hệ cha đi trước để vượt bước mà tiếp tục giữ vững cái tinh thần chiến đấu hy sinh cho nước nhà. Một sáng tác được mang tên 1212, chúng ta đi liều thôi. Hôm nay tiếp bước chào bảo vệ quê hương.